Hello mấy bạn, mình cũng thích hoa 10 giờ nhưng mà cái hoa 10 giờ của mình trồng sao nó bị sâu hay bị gì ăn á. Bây giờ mình còn một đống gốc này, nếu bây giờ trồng trong cái trụ nhỏ này á, trồng trong cái trụ nhỏ thì nó không có tốt, nên là bây giờ chắc mình phải ươm ra một cái gì đó lớn hơn. Nên là muốn trồng nó lớn hơn để làm nước còn cái chỗ cát mình này cũng chuẩn bị sẵn cái một cái khung đó, một cái khung này là mình xếp rồi bằng đặt rồi đặt nó chạy sẵn cái mùi cưa rồi. Bây giờ mình chỉ cần bỏ xuống đất một tí nữa là mình cái này dùng nguyên cái đất mới đó đó, mình phải chắc phải sẽ dầm được cái đó cái gốc đó ra. Lúc nữa mình dâm thì mới lại còn dâm thế nào ha. À, nếu mà các bạn nào mình thích trồng hoa 10 giờ còn trồng chung nhé. Còn giờ mình đi kiếm đất đây để coi đất nào phù hợp không. Chứ dạo này thấy ẩm ướt quá, sợ bị cuối gốc. Ok. Rồi mấy bạn có ship gặp á, người tạo cái hung này mấy bạn có ship như vậy nói vậy. Cứ nói lên như vậy mình tạo ra cái hình mình mong muốn thôi. Đó. Mình thì mình là sẽ là hình chữ nhật, rồi mình chọn cái vị trí mình cần nói đó rồi thì mình sẽ ra được cái phần đó. Tùy bạn thích nhỏ thôi, mình trồng thì chiều cao của mình thì nó tầm khoảng 2 viên gạch vậy là ok. Mình thấy đất sình này chắc được nữa các bạn. Đất sình để mình lấy cái phần đất sình này mình sẽ trộn chung với phần đất cũ của đó với phần mùn cưa nữa chắc là được rồi. Ok nhanh thôi. Rồi nãy giờ mình lấy được một mớ đất rồi, giờ mình sẽ trộn chung với phần đất cũ của cái chậu mình có đó. Bây giờ mình sẽ trộn chung với phần này và trộn với nhau rồi mình sẽ cấy. Ok. Xuống nhà một kiếm gì đó ăn không thấy ai chi thế đồ ăn bữa sáng không phải lời nhắn còn thằng xuống rồi luôn nơi nhìn nó đi
không như tôi nghĩ, vì một tên nạn bất chợt đã đến với bạn trong lúc bảo vô ý. Nửa người bạn cũng còn như xưa, tay trái không phải không được nữa. Sai nhưng lỗi là vẫn còn đó. Phải, chính tôi đã từng như thế và không thể nào sửa sai. Cứ đã đi quá xa, lỗi là gì ở lại bà ơi. Cho con với lại thằng kia ra ngoài chơi nha. Ngày nay bạn tôi vội vã cho quá mày đi thôi nha. Ngoài ơi đi mà, không như không gì cả. Khi nào mà mày bớt sốt, tao thấy đỡ rồi mày muốn đi đâu thằng chồng. Chẳng nói cho biết cứ nơi nào, chẳng hỏi tại sao. Chỉ nên là những người ngoài cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Ai nói gì không cần biết. Muốn quên bực tức lúc đó tôi đã mặc kệ mọi thứ, ráng ngủ một giấc thật sâu và khi tỉnh dậy tôi bước xuống nhà muốn kiếm gì đó ăn, không thấy ai, chỉ thấy đồ ăn để sẵn cùng vài lời ngắn. Còn ăn xong rồi nghỉ ngơi thì nó đi học, lát về nhà bà cắm con đi chưa nắng vì muốn con sớm khỏe thôi. Đừng giận bà. Mẹ ơi sao bà hay la vậy, chiều lúc đi ngủ còn lại con thấy bà lớn thế với mẹ cả ngày. Mẹ bảo bà thích cứ để bà nói, sau này từ từ rồi con sẽ hiểu nhiệm vụ của con, lúc này chỉ cần cảm thông và thương bà thật nhiều. Con muốn đi đâu thì đi đi, khi nào chơi xong nhớ về nhà, nhưng mà làm gì thì làm nhớ về sớm để một mình bà tội bà. Khi tôi về tới chẳng thấy bà đâu, chỉ thấy mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế sofa im lặng thật lâu. Tôi thầm nghĩ chắc bà lại mắng mẹ vô cớ chuyện muôn thuở, nên tôi cũng lấy làm bất ngờ, chỉ thầm trách sao bà lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nói những lời nặng nhẹ khi mẹ vừa đi làm về, trong khi vì bà sức khỏe bản thân mẹ cũng mặc kệ, cơm nước mẹ cũng bao bê. Nhưng không, mọi chuyện đã không như tôi nghĩ, vì một tai nạn bất chợt đã đến với bà trong lúc bà vô ý. Nửa người bà không còn như xưa, tay trái không hoạt động được nữa. Mẹ tôi nhìn ra trước cửa, mắt rưng rưng trời đổ mưa. Chẳng còn đường nhìn thấy anh đã gửi con đò từ thơ, vì người giờ này đã đi chuyện về là chẳng bao giờ. Chẳng còn đường nhìn thấy rằng người nào còn ở đây. Chẳng còn đường sức khỏe bà tôi càng tệ hơn, mặc dù thỉnh thoảng gặp tôi bà vẫn cười vẫn nói vẫn đùa giỡn, nhưng thật tâm tôi biết tất cả cảm xúc mà bao năm nay bà tôi phải cố sống chung chẳng có gì khác ngoài sự cô đơn. Ngồi trên chiếc xe lăn nhưng tay không đủ sức đẩy đi, bà ráng nhấc chân ra khỏi chỉ để đến gần hỏi tôi còn tên gì. Tình trạng của bà mình tôi mình chăm đất mình nó còn cái đầu ấm á, nên là mình không thể nữa. Tôi bà tôi cũng đã từng dầm mưa dãi nắng muôn
đơn giản là mình chồng lại cái dàn pha 10 giờ thôi. Thế là bây giờ là chỉ tí nước đều đều mỗi ngày, rồi chờ trời đủ nắng, chờ hoa hoa, lúc đó mình coi thành quả của mình chuyển đổi vậy thôi ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip, các bạn thích like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Bye.